Kính thưa chủ tịch đoàn và xin chào tất cả các anh chị. Ngày hôm nay thì tôi được hội nghị mời là nói về kháng sinh trong chẩn đoán viêm phổi cộng đồng. Mọi người hỏi tôi tại sao lại đề cái chữ nghệ thuật. Thực ra là cũng để gọi là quảng cáo thôi. Tôi vừa mới học được ở cái hội nghị bệnh phổi quốc tế tháng 6 vừa rồi. Thì người ta bảo cái tên thì không quan trọng, đúng không? Cái tên làm sao mà cứ đọc cái tên là người ta phải vào đây hội trường thì mới được. Đấy, là cái thế. Thế thì thôi, tôi cũng lấy cái tên đấy cho nó hay. Nhưng mà tí nữa các bạn sẽ xem là nó có đúng là nghệ thuật thật hay không. À, nó là nghệ thuật thật ấy, chứ không phải không đâu, không phải chỉ quảng cáo được rồi. Được không? Ok. Nào, thế thì bây giờ tôi sẽ nói là cái này nó không chạy được đấy, nó còn chạy chắc chắn đấy. Chúng ta hãy xem một ca lâm sàng rất là cổ điển của chúng ta, đúng không? Ví dụ một cháu 23 tháng sốt 10 ngày, bây giờ ở nhà người ta đã chữa sệt clo, sau đó thì ốm nặng hơn và người ta vào khám. Đấy. Khám chúng ta thấy thế nào? Đứa trẻ vẫn tỉnh táo, cân nặng là 12 kg, không khó thở, nhiệt độ 37.8, thở 48 lần phút, mạch 110 lần phút. Nghe phổi không thấy gì cả và các bộ phận khác không có gì đặc biệt. Đây là một trong những bệnh nhân chúng ta thường gặp thường ngày, đúng không? Ngày nào cũng gặp, có ngày chục ca, giống như chúng ta có khi đến thì vài chục ca. Thế thì câu hỏi đặt ra là sau khi khám lâm sàng xong thì mình phải liệt kê những cái bệnh nào mà có thể có. Tại sao bây giờ tôi lại phải làm như vậy? Bởi vì có những lúc đi xem các em nó khám, nó hỏi được dăm câu ba điều, thế là nó ghi chụp phim nữa là ấy thôi. Tôi xin thưa với các anh chị cực kỳ đau lòng. Đấy. Chỉ cần nhìn cách khám nó vang cái là cốc nước bao là cái tách tách tách. Đúng không? Chụp phổi này cứ làm những cái máy. Đúng không? Nhưng mà không bao giờ đáng lẽ phải hỏi cái bệnh sử này, khám lâm sàng này, sau đó bắt đầu mới tính xem là làm cái gì, đúng không? À. Thế vậy thì hôm nay nói về viêm phổi thì tình hình Việt Nam nào? Ở Việt Nam nếu mà theo thống kê 15 nước có cái số trẻ con viêm phổi nhiều nhất thì Việt Nam của mình nằm ở trong số 15 cái nước. Chúng ta vào khoảng độ thứ 8, thứ 9 gì đấy. Vẽ bản đồ ra thì đây chúng ta thấy là chúng ta khoảng là thứ nhì, từ dưới lên. Đúng là, đấy là những anh nhiều nhất, xong đến mình là những anh nhiều thứ hai. Như thế là viêm phổi trẻ con Việt Nam hiện nay vẫn là một vấn đề rất là quan trọng. Thế nhưng may mắn là cái số trẻ chết chúng ta lại không rơi vào chỗ này. Thì đây cái chỗ này cũng là một cái chỗ hay, tức là
mình ốm nhiều nhưng mà trẻ con viêm phổi xếp chết có vẻ cũng không có nhiều như các nước khác, không nhiều bằng 15 cái nước này, 15 cái nước mà chết nhiều nhất. Đúng rồi, đấy, tức là cái nhắm mắt cho kháng sinh thì nó lẽ nhiên nó không chết vì cái chỗ cái đoạn kháng sinh này, nhưng mà nó lại chết vì là cả nhiều kháng sinh quá lại chết, thì cái chết đấy nó âm thầm không ai có để ý kìa. Và như thế luôn luôn nhắc thế giới, UNICEF và Tổ chức Y tế Thế giới nhắc chúng ta là viêm phổi vẫn là cái kẻ giết trẻ con mà chúng ta không thể lãng quên. Đây là khẩu hiệu của UNICEF và Tổ chức Y tế Thế giới. Và bệnh này nghe thì nó dễ như thế, đúng không? Nói đến nó bảo viêm phổi có cái gì mà phải dạy, có cái gì mà phải làm, ai chả khám được, ai chả chữa được, đúng không? Bác sĩ người lớn, bác sĩ trẻ con chữa hết, bác sĩ khoa này khoa kia chữa sao? Nhưng mà vấn đề là chữa như thế nào? Thế thì hôm nay chúng tôi muốn nói những cái khuyến cáo mà khi chúng tôi chốt lại thì đều dựa vào y học bằng chứng. Đấy, mức độ bằng chứng và mức độ dùng cho các cái hướng dẫn, các nước người ta làm các hướng dẫn thì đều người ta dựa vào gọi là y học chứng cứ. Đấy, những cái điều hôm nay mà người ta kết luận, chúng tôi nói những cái điều kết luận ra thì đều là có khoa học, có chứng cứ hết. Đấy. Bây giờ đầu tiên là chẩn đoán bằng lâm sàng thì dựa vào những dấu hiệu gì? Cái này rất cũ nhưng mà phải nhắc lại, tại vì cũ nhưng mà chúng ta quên thì lại gây, thì nó lại là mới, đúng không? Đấy. Đầu tiên là người ta bảo xem lại cái kỹ thuật khám từ xưa là chúng mình cứ dùng cái ống nghe để nghe tiếng gian ở phổi của trẻ con, thì lại phải nhắc lại là cái độ nhạy của nghe bằng tiếng gian đó là mấy, là rất thấp. Nghiên cứu ở rất nhiều nơi, cả nước ngoài lẫn Việt Nam, tóm lại là nếu mà cộng tất cả lại thì nghe phổi để chẩn đoán viêm phổi chúng ta chỉ chẩn đoán được 50%, tức là cứ hai đứa mình chẩn đoán một đứa. Thế còn nếu mà đếm nhịp thở với ba cái ngưỡng cho trẻ nhỏ ở dưới 5 tuổi, tức là trên 60, trên 50 và trên 40, với ba lứa tuổi dưới 2 tháng đến 1 tuổi và 1 tuổi đến 5 tuổi, thì đây các nghiên cứu đấy cộng lại thì cứ 4 đứa chẩn đoán được 3. Đấy, nhân đôi thì anh 4 đứa anh nghe ra nở anh chẩn đoán được 2, còn anh đến bây giờ thì 4 đứa anh chẩn đoán được 3. Toàn thế giới đã làm thế. Đấy, nhưng mà thử hỏi biết thì biết hết, nhưng mà ngồi nhìn khám bệnh thì không biết có ai đến nhịp thở không, thế mới khổ, đúng không? Nhưng mà tôi phải cảnh báo, tại vì tôi thỉnh thoảng tôi vẫn cứ đi đến các tỉnh và tôi bảo tôi thấy các bạn khám hay tôi ngồi để xem các bạn khám, đúng không? Tôi bảo cảnh báo nếu các bạn không đến nhịp thở các bạn sẽ chẩn đoán quá mức rất nhiều. Tôi xin lỗi, tôi đã phải khám lại hoặc là gọi là hội chẩn những em bé mà bố mẹ nó bảo ôi trời ơi con cháu viêm phổi mà cháu cả tháng nay rồi cháu tiêm hết loại nọ đến loại kia, cháu uống hết loại nọ đến loại kia thế mà cháu vẫn không khỏi. Tôi chưa cần xem, tôi bảo thế mày chưa ở đâu rồi em cứ bế nó đến rồi em lại bế nó về. Thì tôi bảo, tôi nhắm mắt tôi bảo không phải viêm phổi, nếu mà mày viêm phổi chỉ có một tháng rồi mà mày chữa không được, một là mày đi Văn Điển hay là mày chả làm sao cả. Đúng không? Đi Văn Điển chưa đi thì chả làm sao. Thế tôi xin nói với các bạn như thế. Triệu chứng thứ hai là rút lõm lồng ngực. Tôi lại phải nói lại là rút lõm lồng ngực phải không? Là một cái dấu hiệu cũng cũ thôi. Nhưng cũng chả ai khám thì tôi nhìn khám là tôi biết, có khám rút lõm không là tôi nhìn là tôi biết. Rút lõm lồng ngực là khi khám bắt buộc phải vén áo lên, đứa trẻ lên nhìn vào lồng ngực của nó. Xin thưa ngồi nhìn chả thấy bạn nào vén kéo, cứ nghe
Nghe thì tôi nhiều nhìn thế này, gắn cái áo này rút vào cái này tụt tụt tụt. Tôi bảo chưa nghe thì tiếng thở nó lại rút chảy. Thế còn có trường hợp tôi thế này, nó nghe đằng lưng thì nó nghe đằng lưng cái áo vẫn cứ đầy này. Thì tôi bảo không biết có ai dạy như thế đâu mà lại vẫn cứ nghe như thế. Mà thậm chí tôi còn bực mình hơn nữa là khi tôi nhìn thấy tivi các bạn vẫn cứ để cho người ta chiếu tivi các bạn nghe ở ngoài áo. Các bạn có nhìn thấy không ạ? Hả? Ừ đấy. Thế làm sao mà chẩn đoán được? Đúng không? Sao phải dạy thế chứ? Để cho thanh niên bao nhiêu người ta nhìn vào cách khám này. Cách khám không chuẩn. Đúng không? Vì thế cảnh báo thứ hai, nếu không quan sát rút rõ ngực sẽ có nguy cơ mắc sai lầm thứ hai. Các em biết rồi, đứa trẻ viêm phổi rất nặng nhưng lại bỏ sót. Tôi tháng nào gặp bệnh nhân như thế. Vừa đến khám, vừa khám rồi xong mẫu tôi chết rồi, ốm nặng cái này tôi vào viện ngay em tức không cay. Không thì em vừa khám xong thì chả ai bảo em viêm phổi. Đấy, nhớ nhá. Cái này chúng tôi với anh Tuấn, Thúy, anh Bảo Sơn nha. Bọn mình đi giảng bao nhiêu lần rồi, tại sao tôi vẫn cứ phải nói điều này? Bởi vì bây giờ sai rất nhiều quý vị. Đấy, xin được các bạn, nhớ chưa? Đấy là chẩn đoán. Ok, thế còn các dấu hiệu khác, đúng không? Ví dụ ta kể lên sốt, để khò khè, đau ngực, đó, vân vân vân. Cái chỗ này tôi kể lập cái một loạt. Thì những cái dấu hiệu này ở trẻ con cũng có chứ không phải không, nhưng không có nhiều. Đấy. Những cái dấu hiệu này thường chúng ta không bị bỏ sót. Như vậy, xét những cái bằng chứng về chẩn đoán viêm phổi bằng lâm sàng thì đưa ra khuyến cáo. Này, chẩn đoán viêm phổi do vi khuẩn được đặt ra khi có ho sốt phối hợp với thở nhanh và hoặc có rút ngực. Lại phải nói đi nói lại chuyện này. Nếu chúng ta không theo, chúng ta sẽ khám trẻ con về hô hấp không chuẩn. Tôi phải nói luôn, không chuẩn thì thôi, để chẩn đoán quá mức thì đỡ không sao. Nhưng mà 1.000 ca mà các bạn bỏ sót 1 ca rút lõm lồng ngực đấy mà các cứ nghe vớ nghe vẩn, rồi con người ta hôm trước hôm sau nó lại đi văn điển cái là có chuyện. Tôi xin thưa, đúng không? Ok. Nào thì tiếp theo cái bệnh nhân này, nó cũng được xét nghiệm máu, rồi nó cũng được chụp X quang phổi vân, nó cũng được cấy dịch tị hồng. Đấy. Và nó cũng được chụp phổi. Đấy, thì bây giờ ví dụ như các bạn đọc một cái phim phổi như thế này, một đứa trẻ. Và các bạn không được khám đứa trẻ nhé. Thì các bạn sẽ có thể chẩn đoán như thế nào? Có phải là các bạn cũng có thể chẩn đoán là viêm phổi thủy, các bạn cũng có thể chẩn đoán là xẹp phổi do viêm tiểu phế quản, và các bạn cũng có thể chẩn đoán là lao, đúng không? Nếu không xem bệnh nhân, đúng không? À, nếu không xem bệnh nhân cứ đưa mỗi cái phim không thì làm sao mà biết được, đúng không? Đấy. Và như thế câu hỏi người ta là ra, vậy thì có nên chụp X quang hàng loạt để chẩn đoán không? Hôm qua tôi vừa ở Nha Trang, tôi hỏi, nào các bạn như nào? Thế các bạn bảo, em 10 bệnh nhân em chụp cả 10. Đứa nào đến họ số em chụp. Thế tôi hỏi, thế tại sao chụp? Vậy em chụp để cho người ta tin tưởng. Bảo nếu em còn làm thế một năm sau em còn chụp nữa, người ta còn chụp em là sao? Chứ không phải là tin tưởng. Đúng không? Ok. Và nếu cứ làm thế một năm nữa em lại rút đi. Rút đi chứ không phải giữ nguyên đâu nhé. Tôi cảnh báo luôn. Xin thưa các bạn, được chưa? Nào, thì tại sao người ta lại đặt câu hỏi này? Lại trở về thực tế rồi. Có phải rằng khi chụp phim viêm phổi ở trẻ con, chúng ta chỉ có 3 cái dạng này là chủ yếu, đúng không? Xin thưa các bạn, cái dạng đầu tiên này, 100 phim thì có bao nhiêu phim như này? Hả? Đúng, ít lắm, chỉ 1 phim là cùng, đúng không? Ok, phim này cộng với lâm sàng mà có hình ảnh này thì ai cũng chẩn đoán viêm phổi, được chưa? Đến cái phim này có bao nhiêu bệnh nhân có cái loại phim này? 100 phim có bao nhiêu? Cũng ít lắm, đúng không? Chỉ độ 2 đứa trẻ, đúng không? Thế còn cái phim này thì còn nhiều ít? Vô cùng 97% là cái phim này, đúng không? Phim này được
nói là gì? Được các nhà X quang trả cho mình cái gọi là cái phiếu trả lời là gì ạ? Đúng rồi, sốn phổi đâm. Tờ giờ viêm viêm phổi đúng không? Tờ giờ là gì có biết không? Theo dõi viêm phổi đúng không? Thế thì dân mình cái ông cứ biết cái chữ gì, một là chữ Tây, hai là viết không được thì người ta cứ bỏ qua. Thế là người ta hỏi mình là đấy, bác thì khám bằng mắt thường, người ta nghe hả, nhưng đây phim thì mấy chụp thì ấy, nó bảo tờ giờ viêm phổi chứ ông chuẩn đoán viêm phổi không coi đúng không? Và như thế nếu càng dựa vào cái phim này thì càng chẩn đoán nhầm, nhớ chưa, gọi là chẩn đoán quá mức đấy. Và cũng nói luôn với các bạn, hôm tôi gặp giáo sư Huệ, giáo sư Huệ là chủ nhiệm bộ môn X quang đúng không, của Đại học Y Hà Nội, chúng tôi cũng nói đến cái chuyện rốn phổi hai bên đập tờ giờ viêm phổi. Thầy Huệ đọc cho tôi 4 câu thơ về cái này, nhưng mà tôi lại không thuộc thơ thì tôi nói nội dung là này. Ông nói này, anh nào mà bác sĩ gì quang mà đọc cái phim này cứ rốn phổi hai bên đập mà tờ giờ viêm phổi thì tao thu lại cái giấy chứng chỉ nghề. Ông nói thế. Ừ, thì có bao nhiêu hết đúng không? Đấy, đấy đúng không? Thế cho nên là sao? Cuối cùng tóm lại là gì? Đây, các bạn sẽ đọc cái phần này, đúng không? Tức là một, là bởi vì cái viêm phổi trẻ con các dấu hiệu về phim rất ít, đúng không? Đấy, không có nhiều, đúng không? Rồi thì là X quang rất ít khi giúp cho chúng ta được nhiều. Do vậy, không cần chụp X quang thường quy, kết luận luôn, đúng không? Nếu mà trẻ đã chẩn đoán lâm sàng bằng lâm sàng rồi, được không? Mà cái bệnh nhân đó không cần nhập viện, kê đơn thôi mà, thì không cần phải chụp phim. Và chỉ cân nhắc chụp lại nếu như mà chúng ta chữa lằng nhằng mãi được không khỏi, thế thôi. Bây giờ chẩn đoán phải đúng. Tại sao tôi lại phải nhấn mạnh cái chỗ này? Rồi tôi mới nói đến kháng sinh. Là vì nếu anh chẩn đoán sai thì tất cả các cái đơn của sau này của anh nó không có ý nghĩa gì cả. Nếu nó không phải viêm phổi, ông cứ cho kháng sinh quái nào rồi cuối cùng nó cũng khỏi. Nó khỏi là nó tự khỏi, đúng không? Thế là ông kết luận là ui em cho thuốc A, nếu mà chị đình mà kê cái loại ong mốc thì chị bảo là ong mốc là khỏi, còn nếu chị ấy và chị kê azithromycin là chị bảo azithromycin em kê là khỏi đất. Thế vì chẩn đoán nó có đúng không? Không đúng không? Đấy đúng không? Bệnh tự khỏi mà đúng không? Đấy, ý là thế. Thì tôi, tại sao tôi lại nhắc cái chuyện đó đúng không? Nào thì bây giờ để chữa viêm phổi thì sao ạ? Lâu nay mình cứ bảo là viêm phổi kháng thuốc hết, trong đó đặc biệt là kháng penicillin, phế cầu là con hàng đầu mà. Thì bây giờ chúng ta phải nhìn nhận lại, tức là từ năm 2008 trở lại đây, thế giới đã lấy lại cái tiêu chuẩn kháng của phế cầu với penicillin. Nếu trước kia trên 2, MIC trên 2 chúng ta đã gọi là kháng, thì bây giờ phải trên 8 chúng ta mới gọi là kháng. Người ta xét nghiệm lại và break quanh lại đúng không? Với các cái kiến thức dược mới. Do đó, nếu chúng ta đọc các cái nghiên cứu cũ, nghiên cứu này chúng tôi cũng tham gia, thì chúng ta thấy là nếu lấy tiêu chuẩn cũ thì phế cầu kháng penicillin của mình là 64%, nhưng nếu lấy tiêu chuẩn mới 0%. Do vậy, đúng không? Beta-lactam vẫn là thuốc hàng đầu. Và bây giờ chúng ta sẽ điểm lại một vài cái thuốc nghiên cứu giữa của thế giới. Trước kia chúng ta khuyến cáo là amoxicillin và cotrimoxazole. Thì gần đây một loạt các nghiên cứu cho thấy rằng cotrimoxazole đã giảm cái tác dụng đối với chữa viêm phổi. Cho nên không dùng cotrimoxazole nữa mà thay bằng amoxicillin theo các cái nghiên cứu này. Nếu mà viêm phổi nặng vào bệnh viện,
đại bộ phận là chúng ta thích dùng cephalosporin, đúng không? Đấy là mình quét tay thôi. Nhưng hãy xem một nghiên cứu sau đây. Người ta chỉ nghiên cứu giữa hai nhóm dùng penicillin hoặc ampicillin với cefuroxim là một cephalosporin. Chúng ta thấy không có sự khác biệt. Mà đây là những bệnh nhân nặng vào viện. À, người ta cũng lại một làm một cái nghiên cứu rất hay là người ta chia các cái nhóm mà các bác sĩ sử dụng kháng sinh phổ hẹp so với một nhóm mà các thầy thuốc dùng phổ rộng. Thì hai cái phổ hẹp và phổ rộng này đã có gì khác nhau? Ông chữa cái nào nó cũng khỏi nhau. Đấy. Hoặc là ví dụ đây, ví dụ lấy một cái ampicillin thì rất thông thường thôi, người ta nghiên cứu thì người ta kết luận là ampicillin thì có hiệu quả an toàn và dùng nạp tốt, chỉ có khoảng 6,2% số bệnh nhân phải thay kháng sinh. 100 bệnh nhân cho thuốc thì 6 bệnh nhân là không khỏi phải thay. Hoặc là người ta cũng là một cái nghiên cứu ampicillin uống đấy, không cần gì nhiều. Và chúng ta thấy là người ta cứ loại trừ dần dần đó, khỏi được bao nhiêu nữa, bao nhiêu nữa. Và cuối cùng thì sao ạ? Hai cái nhóm này khỏi cũng như nhau hết. Trong kể cả viêm phổi vừa lẫn viêm phổi nặng. Viêm phổi nặng ở đây theo được định nghĩa theo Tổ chức Y tế Thế giới là có dấu hiệu rút lõm ngực. Mà chưa phải thở oxy nhé, vẫn chưa phải thở oxy, chưa thở oxy ngay, đúng không? À, hoặc là người ta thấy là nếu mà những cái trường hợp mà nặng vừa vừa ấy mà cho amoxicillin uống ở nhà với một nhóm nhập vào bệnh viện, đấy, cái nhóm mà có thể vẫn chữa được ở nhà mà ông nhập vào bệnh viện, thì người ta thấy rõ ràng là gì ạ? Cái anh mà nhập vào bệnh viện là tiêu tốn nhiều tiền hơn, thì cái này rõ quá rồi, được. Cho nên các bạn mà khám mà các bạn chẩn đoán tốt đúng và các bạn là kê đơn cho người ta ở ngoài mà khỏi được thì các bạn đã giúp cho người ta bao nhiêu tiền trong đó, chi phí. Hoặc là người ta cũng so sánh amoxicillin uống với kháng sinh tiêm trong viêm phổi nặng thì người ta thấy cũng không khác nhau gì cả. Điều đó để nói lên rằng là sao ạ? Nếu chúng ta chẩn đoán đúng, chúng ta dùng kháng sinh đúng thì sao ạ? Thì viêm phổi cũng không có cái gì là đáng sợ. Đúng không? Uống cũng khỏi mà. Tôi xin được các bạn là tôi kê lên uống khỏi nhiều lắm. Khỏi hàng loạt luôn. Đấy, đúng không? 10 đứa mà mình chẩn đoán đúng viêm phổi đó, ta kê đơn chỉ độ khoảng 1-2 đứa, sau đó là phải vào viện thôi. Đấy. Bây giờ có một cái trường phái nữa gần đây rộ lên rất kì. Đó là viêm phổi không điển hình, mycoplasma, đúng không? Và hàng loạt. Bởi vì có cái máy và có cái xét nghiệm cái đó ấy, thì nó lại thấy hàng loạt, đúng không? Nhưng chúng ta hãy xem, vậy thì chúng ta điều trị nó như nào? À, viêm phổi không điển hình được cho là macrolide, được cho là cái thuốc chữa nó tốt. Thì khi người ta so sánh điều trị ngoại trú giữa beta-lactalam đơn thuần với macrolide ở cái nhóm điều trị bệnh nhân viêm phổi ở ngoài, ngoại trú cho trẻ dưới 18 tuổi, không có sự khác biệt giữa hai nhóm. Như thế chúng ta, những trường hợp viêm phổi nhẹ, chúng ta có thể dùng beta-lactam uống hoặc macrolide uống cũng được. Nhưng mà người ta chia ra nhóm tuổi thì chúng ta lại thấy nếu mà cái nhóm tuổi trên 50 này đấy, thì cái nhóm dùng macrolide thì lại thất bại. Ít hơn. Ngầm ý ở đây nói là cái nhóm tuổi lớn ấy, đó, thì viêm phổi do mycoplasma nhiều. Cũng thế, nếu mà bệnh nhân nội trú mà chúng ta vào viện mà cái nhóm tuổi lớn ấy, thì chúng ta dùng một beta-lactam cộng với một macrolide so với beta-lactam đơn thuần thì cái nhóm này nó làm cho cái thời gian nằm viện ít đi. Như vậy nhóm tuổi lớn nhá, nhớ nhá, nếu muốn cộng với macrolide thì nó tuổi lớn. Rồi, như thế bắt đầu
đầu chúng ta thấy nhiều loại rồi. Lúc thì chúng ta dùng beta-lactam, đúng không? Lúc thì chúng ta tiêm, đúng không? Lúc thì chúng ta là dùng macrolide, đúng không? Như thế cái chỗ nào cũng đúng cả. Nhá, phụ thuộc vào cái... Đây, các bạn chính là ông nhạc trưởng. Hả? Còn dưới này là amoxicillin, ông này là... Hả? Macrolide, chỉ ông này là được, chỉ ông kia được, đúng không? Có ai tính thế không? Cho nên quyền của các bạn to lắm, lớn lắm, đúng không? Có thuốc thì phải dùng thuốc đó thôi, nhưng mà thôi, hãy nhớ đến là mình là nhạc trưởng nhá. Cứ cho loạn xạ lên là dàn nhạc nó lung tung, đúng không? Cho như thế nào để dàn nhạc nó hay nhá. Đấy, đấy chính là nghệ thuật sử dụng kháng sinh đấy. Và vừa rồi là tôi cung cấp các bằng chứng. Bây giờ các bạn nếu có thời gian theo dõi các guideline thì tôi xin tự hướng. Tại vì bây giờ các bạn tra vào chỗ nào trên mạng cũng sẽ có nhiều guideline. Vậy khi mình đọc cái guideline ấy thì mình theo cái nào và mình theo bao nhiêu phần trăm thì chúng mình phải phân tích. Thì tôi nói một chút về chúng ta phân tích các guideline. Đầu tiên là cái guideline của hội lao và bệnh phổi. Thì đây người ta nói luôn đấy, người ta nói rất là dễ thôi. Ban đầu, khuyến cáo ban đầu là hãy sử dụng amoxicillin. Hoặc nếu các bạn định thay thì các bạn thay là đây đấy. Amoxicillin cộng với clavulanic hoặc cefuroxim hoặc macrolide. Đúng không? Nhưng chỉ dùng một, nhớ chưa? Không có cộng nhá, nhớ nhá, không có cộng, nhưng bây giờ cộng nhiều lắm. Bây giờ cứ một cái nọ lại cộng cái kia, bảo em cho nó chắc, cho nó chắc. Chắc quá, các cụ có câu chắc quá hóa liếc, đúng không? Đấy. Thế rồi, khi nào thì thêm macrolide? Rất rõ là không đáp ứng với ban đầu, nghi do mycoplasma và bệnh nặng. Nghi do mycoplasma là cũng các bạn khám bệnh thôi, đừng có xét nghiệm, không có xét nghiệm gì cả. Tiếp theo, ví dụ như đây là cái hướng dẫn của EDSA. Đấy, thì người ta chia rất rõ là viêm phổi nghi do vi khuẩn, viêm phổi nghi do vi khuẩn không điển hình. Vì bây giờ các bạn kết hợp nhiều quá. Tôi thấy cái đơn cứ có amoxicillin lại có azithromycin, có cefuroxim lại azithromycin. Mà tôi nhìn cái đơn tôi thấy buồn cười, chắc là cũng giấu. Khi mình cho là mình cũng thấy ngượng. Cho nên số 1 là amoxicillin, xong dưới thuốc ho, xong rồi thuốc bổ, thuốc tăng. Nhìn má tên dưới này lại thấy có một cái azithromycin hoặc là clarithromycin. Tức là các bạn cũng đã xấu hổ vì cái chuyện đấy rồi. Không, tôi nói, hôm nay nói về nghệ thuật, nói đại đi, đúng không? Đại hay thế. Đúng không? Đấy, hoặc đây EDSA, đúng không? Đấy. Hoặc là đây, có một cái bài review rất hay. Tức là người ta xếp theo thời gian các cái guideline. Theo thời gian, đúng không? Đây, chúng ta sẽ nhìn Tổ chức Thế y Thế giới hả? Rồi thì là Nam Phi, thì là gì đây, Ấn Độ, vân vân. Theo thời gian của tất cả các hội y khoa, các bạn biết tiếng Anh hết, tôi cho qua. Nhưng mà người ta tính từ năm 2005 cho đến 2013, tất cả, có một cái hay là tất cả các cái phác đồ và hướng dẫn này, đúng không? Mặc dù ở tất cả các nơi trên thế giới, nhưng rất tựa giống nhau, đúng không? Lại tự như đấy, thế mới hay. Như thế là bệnh viêm phổi ở toàn thế giới, trẻ con toàn thế giới chữa gần như giống nhau hết. Đấy, có hay ở chỗ đó, cho nên các bạn mà nếu làm trạch ra là ganh, đúng không? Như đấy, trở lại cái bệnh nhân này, đúng không? Các bạn có thể cho Ampi cộng Zanta, có thể cho Seruxim cộng Clarizum, vân vân vân. Đây là tùy các bạn. Các bạn chấm vào đâu là bệnh nhân nhờ cái chỗ đấy. Năm người đây vẫn chấm là bệnh nhân mình nghe theo đấy, chả có ai người đâu, tại sao tôi lại dùng thuốc này. Thế cho nên mình cho cũng dễ dàng, nhưng mình cho dễ dàng nhưng mình phải suy nghĩ theo các bằng chứng khoa học đó, ý là thế. Và như thế nếu mà chúng ta tốt thì chi phí điều trị, không những bệnh nhân khỏi bệnh mà sao chi phí điều trị cũng giảm xuống cho người bệnh. Thế để kết luận lại, có mấy kết luận ngắn gọn này. Thứ nhất là viêm phổi hiện nay vẫn là một cái bệnh hàng ngày chúng ta phải khám. Cái thứ hai, chẩn đoán, nhớ nhá, thở nhanh và rút lõm lồng ngực, rất dễ thôi nhưng đừng phải bỏ qua. Thứ ba, amoxicillin vẫn là thuốc hàng đầu.
Nhưng mà rất 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 may ạ, có một số nơi vẫn có thể dùng được cortisone. Tôi vừa mới ở trong Nha Trang ra thì một anh ở Khánh Vĩnh, tức là cái huyện mà nó rất là xa, nó giáp với, thì bảo là ở đấy dùng kháng sinh rất ít, cho nên bọn em kê cortisone vẫn được. Tôi bảo bạn cứ dùng không sao. Và khi mà áp dụng các hướng dẫn điều trị đúng không, thì chúng ta phải gì ạ? Đọc kỹ, xem xét phần nào nó phù hợp với mình thì mình ứng dụng. Chứ tôi cũng không khuyến cáo các anh chị là ứng dụng nguyên si tất cả các hướng dẫn, bởi vì các anh các chị còn có kinh nghiệm thực tế nữa, phù hợp với từng cái khu vực của các anh các chị. Và như thế các anh chị chính là nhạc trưởng của các dàn nhạc Amoxicillin rồi Claritromycin, Azithromycin, đúng không? Xin cảm ơn các anh chị về nghệ thuật sử dụng kháng sinh.